Tại thành phố Hồ Chí Minh, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ quân khu 7 lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và đại diện Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trên địa bàn quân khu 7, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn, hoan nghênh những ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, các bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương trên địa bàn quân khu, thể hiện tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm sâu sắc của chính quyền, nhân dân các địa phương đối với công tác quân sự, quốc phòng, với Bộ Quốc phòng nói chung, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nói riêng. Thường vụ Quân ủy Trung ương đồng thời ghi nhận và biểu dương Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 đã chuẩn bị tích cực, có chất lượng cả về nội dung và chương trình đại hội đảng toàn quân khu. Trong đó đã lắng nghe, cầu thị, xin ý kiến cấp ủy các địa phương trên địa bàn quân khu và các tỉnh. Đại tướng Ngô Xuân Lịch chỉ đạo, từ nay đến khi tiến hành đại hội, Đảng ủy Quân khu 7 tiếp thu đầy đủ nội dung thẩm định của Tổng cục Chính trị, các ý kiến đóng góp tại hội nghị để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện, xây dựng kế hoạch đồng bộ, thống nhất. Tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lập thành tích cao nhất của lực lượng vũ trang quân khu, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quân khu 7 lần thứ 10, Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.